cụ thể, từ nay đến ngày 25 tháng 9, quý khán giả có thể chọn mua bí đỏ tròn, bắp cải trắng hay khổ qua trái với giá được giảm đến 20% so với giá niêm yết. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho bữa cơm gia đình cũng sẽ trở nên tiện lợi và tiết kiệm hơn đến 15% với món khổ qua dồn thịt đã được sơ chế sẵn hay món thịt cốt lết ram có tại siêu thị. Bên cạnh đó, Co.opmart cũng không quên giảm 20% so với giá bán thông thường dành cho các loại trái cây được nhiều người yêu thích như bưởi da xanh hay nho xanh không hạt Mỹ. Trong khi đó, nếu có dự định sẽ chọn lựa thực phẩm tươi sống cho bữa ăn hàng ngày thì thịt heo xay, thịt cốt lết heo và cá ba sa sẽ là những sản phẩm mà quý vị khán giả cần quan tâm. Tất nhiên, Co.opmart cũng sẽ đồng loạt giảm giá từ 10 đến 15% cho những sản phẩm trên. Ngay từ bây giờ, quý vị khán giả của mua gì ở đâu có thể đến siêu thị gần nhất để tham khảo thêm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác tại Co.opmart.